Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 5 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. 60 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng bộ, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quan tâm lãnh đạo thực hiện, đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào tối qua trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã để lại nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và nhà nước. Các biện pháp kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố đã và đang được chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai thực hiện. Năm 2023, Điện Biên phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, mùng 6 tháng 2 năm 1963, mùng 6 tháng 2 năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1. Tham gia lễ viếng có đồng chí Lì Lì Xá, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ khối cùng cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy khối và đoàn thể trực thuộc. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên nguyện quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ khối đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển. Sau phút tưởng niệm, các đại biểu đã dâng hương lên đài tưởng niệm, thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong 60 năm thành lập, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh luôn được Đảng bộ, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quan tâm lãnh đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Là một trong những cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022, chi bộ thanh tra tỉnh Điện Biên luôn xác định rõ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là việc làm thường xuyên, liên tục, kiên trì và kiên quyết. Trong đó luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Đồng thời, triệt để thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Chúng tôi thực hiện tốt cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cái quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Và các đồng chí là công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chúng tôi đặc biệt quan tâm, cái nội dung này là một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi xác định, ngay kể cả xác định trong các nghị quyết và trong các cái giải pháp điều hành hàng năm. Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên có 6 chi bộ trực thuộc, 10 tổ đảng với trên 93 đảng viên. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức rõ vai trò nòng cốt của từng đảng viên, mỗi cán bộ đảng viên trong đảng bộ luôn thường xuyên tự rèn luyện và phát huy vai trò trách nhiệm gương mẫu, nhất là đối với người đứng đầu. Đặc biệt, tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong đảng, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phương châm của tôi là chấp hành cái kỷ luật và kỷ cương hành chính. Toàn thể tập thể anh em đều nhất trí, thống nhất và đoàn kết rất là cao. Bên cạnh đó thì các chi bộ, đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ cứ định kỳ theo đúng quy định của điều lệ đảng. Chúng tôi đã tổ chức những sinh hoạt kiểm điểm đánh giá về tổ chức rồi về từng đảng viên. Qua đó thì cũng giáo dục uốn nắn những từng đảng viên một để nâng cao cái ý thức trách nhiệm để xây dựng tổ chức cơ sở đảng của mình sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Đảng bộ, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số gần 4.150 đảng viên. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể tỉnh, đảng bộ luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng. Nội dung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh là một nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của đảng bộ khối trong suốt các thời kỳ trong từng năm. Để thực hiện được, thì đảng bộ khối đã đề ra các giải pháp. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường triển khai quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh, của đảng ủy khối, tăng cường nắm tình hình
chỉ đạo cơ sở trong đảng bộ, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo lối sống, nâng cao chất lượng các đồng chí cấp ủy cơ sở, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng, nâng cao tinh thần về tự phê bình, đặc biệt là công tác kiểm điểm cuối năm. Phát huy những thành tựu đạt được trong 60 năm thành lập đảng bộ cùng với những giải pháp phù hợp toàn diện đang được triển khai. Hàng năm đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp phấn đấu và đạt trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó tạo động lực để đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với việc chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Tổ Chùa thường xuyên quan tâm rà soát, đánh giá chất lượng đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện Tổ Chùa hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 4.000 đảng viên. Qua công tác chỉ đạo kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, thời gian qua cho thấy công tác kiểm điểm và đánh giá xếp loại đối với tổ chức, đơn vị, cơ quan, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong toàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cấp ủy đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất. Trong kiểm điểm đã khắc phục tình trạng nề nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai quyết liệt đấu tranh, thực hiện đánh giá liên tục đa chiều theo tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả. Đối tượng phải kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng mở rộng thêm, đổi mới về phương thức đánh giá, gắn đánh giá xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, vân vân. Qua bình xét phân loại hàng năm, có trên 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm trên 65%. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại đảng viên gắn với thực hiện chuyên môn, nên chất lượng thực hiện công việc của các phòng ban, cơ quan đơn vị đã có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện. Ở ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Trung Quốc, những đảng viên người Hàn Nhì ở xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên từ lâu đã trở thành những cột mốc sống cùng với bộ đội biên phòng và nhân dân bảo vệ vững chắc từng tất đất, từng cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, dù ở cương vị nào, họ cũng luôn nỗ lực hết mình giúp đỡ dân bản, khẳng định tính tiên phong và là điểm tựa vững chắc cho người dân các bản làng nơi biên cương cực Tây Tổ quốc. Hôm nay, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Apa Chải đến thăm ông Pờ Dần Sinh, một cây đại thụ, bí thư đảng ủy xã đầu tiên của mảnh đất ngã ba biên giới. Để Xín Thầu yên bình, no ấm như ngày hôm nay, ông là người tiên phong vận động nhân dân nghiện ma túy đi cai nghiện, xóa bỏ trồng cây thuốc viện. Anh Sừng Pó Tư trước đây cũng nghiện thuốc viện, nhưng nghe lời ông Pờ Dần Sinh, anh cố gắng cai nghiện và được ông Sinh giúp đỡ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Quá trình cai nghiện thì chúng tôi đã cai nghiện xong, bàn với là cựu chính của xã, bàn với là ban chủ đồn, có cơ sở là bầu bán ra cán bộ trưởng bản, phó bản bí thư chi bộ. Thì bây giờ là làm gương cho các ngày xưa thì đấy, chồng con này thế, bây giờ tiến bộ thì mày lãnh đạo rồi, thì bây giờ như là Mã Bố Tư. Với là ngày xưa là nhân dân bình thường nhá, làm trưởng bản. Chí Pờ Dần Sinh cũng là bảo cho tôi là lãnh đạo cho bà con, với là những cái gì lạ khạo cái ấy cho bỏ đi. Năm nay 65 tuổi, nhưng ông Lý Xuyến Phù, nguyên chủ tịch xã Xín Thầu, một đảng viên đã có hơn 40 năm đồng hành cùng bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Mùa nào cũng vậy, không kể ngày mưa hay nắng, ông luôn dành thời gian tuần tra cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Apa Chải. Là người thông thạo địa hình rừng núi, bởi vậy mà mỗi buổi tuần tra của ông và bộ đội biên phòng trở nên rất thuận lợi. Lên đây mà được các ông thì giảm mất rồi, thôi nhưng mà vẫn cái câu nói của các cụ là không bao giờ nó thay đổi được. Đấy, cái cột mốc này là cột mốc đảng nhà nước rất quan tâm, đặc biệt là ba nước đã cùng nhau là làm hoàn thành cái 2005 này. Thế nên chúng ta là giữ mãi mãi, sau này con cháu mãi mãi truyền lại cái truyền thống. Đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng, nhiều thông tin về an ninh biên giới, quy chế bảo vệ đường biên cột mốc được những đảng viên như ông Sinh, ông Phù giải thích tường tận cho bà con. Nhờ vậy, sau những buổi tuyên truyền, các gia đình đã tự nguyện ký cam kết tham gia quản lý bảo vệ đường biên cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự thôn bản. Những già làng, trưởng bản, người uy tín, trưởng dòng họ, nơi cực Tây của Tổ quốc là những đảng viên nhiều năm tuổi đảng, thực sự gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội,
là những cột mốc sống, chung tay cùng với Bộ Đội Biên phòng tham gia xây dựng khu biên giới ngày càng vững mạnh. Nơi cực Tây Tổ quốc, một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe, những già làng trưởng bản, người có uy tín được coi là điểm tựa của bà con Hà Nhì. Bằng ý chí và khát khao thay đổi cuộc sống nghèo khó, những đảng viên như ông Sinh, ông Phù đã giúp người dân đánh đuổi giặc đói, giặc dốt, giúp cho bản làng nơi biên viễn đổi thay mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào tối qua trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã để lại nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và nhà nước. Các biện pháp kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố đã và đang được chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai thực hiện. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, liên tục từ đêm qua cho tới thời điểm hiện tại thì công ty cổ phần môi trường đô thị và xây dựng Điện Biên đã tập trung tối đa về nhân lực, vật lực để có thể khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa dông. Theo ghi nhận ban đầu thì trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có hàng trăm cây xanh bị đổ rạp, nhiều tuyến đường điện bị hư hỏng, một số công trình và nhà ở của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay sau khi kiểm tra đánh giá sơ bộ thiệt hại, đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng, thiết bị chia thành nhiều tổ để khắc phục nhanh những sự cố về cây xanh, sự cố điện, chiếu sáng, môi trường, thoát nước. Trong đó tập trung ưu tiên cưa cắt, thu dọn cây xanh gãy đổ trên mặt đường để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phố. Cây xanh trên địa bàn thành phố là bị gãy đổ rất là nhiều, nó khoảng tầm gần 100 cây. Thế thì đội cây xanh sau khi có sự chỉ đạo thì là đã triển khai cán bộ công nhân viên, anh em trong công ty ra là chặt hạ những cây, ưu tiên cho những cây xanh mà gây chắn lối đi để đảm bảo giao thông, cho kịp thời đảm bảo giao thông. Thế còn những cây còn ở trên vỉa hè thì tiếp tục sáng ngày 5 là đội cây xanh tiếp tục để đi chặt hạ, để đi chặt thu gom lại. Theo ghi nhận vào chiều nay, tất cả các tuyến đường có cây xanh gãy đổ đã tạm thời được thu dọn thông thoáng. Đơn vị đang tiếp tục chia làm nhiều tổ khẩn trương thu gom rác thải để xử lý và dọn vệ sinh trên tất cả các tuyến đường. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn và phát sinh thêm cũng gây nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả sau mưa dông. Đường xá thì bây giờ đang rất là ngổ ngang, cây cối còn rất là nhiều. Là vì là thiếu người nên là rất là vất vả. Chiều nay chúng tôi vẫn phải tiếp tục vừa thu gom rác thải này, vừa thu gom cành cây, lá cây này, rồi là làm sao mà vận chuyển xuống tận dưới nhà máy. Tất cả các bộ phận thì phải hỗ trợ nhau và làm tốt nhất cái công việc của mình. Trong hôm nay và những ngày tiếp theo, các sự cố về công trình điện, thắp sáng, pano áp phích, biển báo hiệu bị hư hỏng sẽ tiếp tục được các đơn vị khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, khắc phục trong thời gian sớm nhất. Mặc dù chưa có thống kê chính xác về thiệt hại do mưa dông, tuy nhiên theo đánh giá hậu quả ảnh hưởng là rất lớn. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Sáng ngày 5 tháng 2, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng đã tổ chức lễ ra quân đầu năm, phát động phong trào cải tạo cảnh quan, xây dựng tuyến đường hoa và chương trình thắp sáng đường quê tại bản Giảng và bản Hồi Sứa. Hiện nay, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng đã đạt 13 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 33%. Phấn đấu trong năm 2023 đạt từ 15 tiêu chí trở lên, trong đó tập trung vào các tiêu chí có thể thực hiện như tiêu chí số 17 về môi trường. Tại buổi ra quân, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đã tiến hành dọn vệ sinh, xây dựng các tuyến đường hoa. Lễ ra quân đầu năm là hoạt động ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Qua đó giúp người dân dần thay đổi nhận thức, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Để tạo bứt phá cho chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay trong những tháng đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến cho nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Năm 2023, Điện Biên phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã kiểm tra đánh giá chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành và tiến độ thực hiện những tiêu chí cần phải hoàn thành trong năm. Các sở ngành là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí thuộc ngành lĩnh vực quản lý, phụ trách đến cấp huyện, cấp xã, chủ động hướng dẫn đôn đốc kiểm tra theo dõi quản lý việc thực hiện tiêu chí thuộc ngành quản lý đến từng xã, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết các phần việc liên quan.
tại các xã phấn đấu đạt chuẩn, ưu tiên rà soát đăng ký và xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, cơ bản ở nông thôn. Trong đó chủ động đầu tư các công trình cấp thôn bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm gần đây, diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện Điện Biên không ngừng được mở rộng, góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Lợi thế từ cây ăn quả đã và đang giúp người dân mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, tạo thêm sinh kế ổn định và lâu dài. Hiện tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện Điện Biên là hơn 1.200 ha. Một số loại cây ăn quả có diện tích lớn như bưởi, xoài, ổi, nhãn, dứa, vú sữa, thanh long. Trong đó trọng tâm các vùng trồng tại xã Thanh Nưa, Thanh Chăn, Đúa Ngam, Thanh Hưng, Thanh Luông. Đây là những địa phương có điều kiện về đất đai, khí hậu và chủ động được hệ thống tưới tiêu. Với mục tiêu phấn đấu diện tích cây ăn quả đạt trên 1.300 ha vào năm 2025, huyện Điện Biên đang tích cực định hướng cho người dân phát triển theo hướng tập trung, đầu tư quy trình công nghệ chăm sóc, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa theo quy trình an toàn hữu cơ. Xây dựng ít nhất 2 hợp tác xã sản xuất gắn với vùng chuyên canh trồng cây ăn quả, phát triển từ một chuỗi liên kết trở lên, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt là phấn đấu đến năm 2025, huyện có 10% diện tích cây ăn quả tập trung được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận Việt Gáp hữu cơ, có thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Nâng giá trị thu nhập trên 1 hectare, đất trồng cây ăn quả đạt trên 50 triệu đồng trên 1 hectare. Đồng thời, tổ chức mời gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm, hình thành các chuỗi giá trị khép kín gắn sản xuất với thu hoạch, bảo quản chế biến và thị trường để nâng cao giá trị và chất lượng, nhất là tại các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung. Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó tập trung phát triển diện tích cây ăn quả chất lượng cao. Thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng phát huy tiềm năng lợi thế của từng xã, tập trung phát triển cây ăn quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền chỉ đạo các địa phương tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng chủ lực phù hợp theo hướng liên kết hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững. Tính từ năm 2017 đến nay, Tuần Giáo phát triển hơn 435 ha cây ăn quả các loại. Trong thời gian tới, huyện chú trọng tăng cường phổ biến tuyên truyền chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để làm đầu mối hướng dẫn tổ chức sản xuất, kết nối hợp tác tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Cùng với đó, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, đầu tư cho hoạt động sơ chế, chế biến sản phẩm gắn với phát triển thương hiệu để tăng sức cạnh tranh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc các kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.